Chào mừng tất cả các em đã đến với nội dung của môn học. Hôm nay, cô dẫn các bạn chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của phần tìm hiểu lao động trẻ em trong hầm mộ của anh. Các bạn có thể quan sát ở trên hình cho cô. Đây chính là hình ảnh lao động trẻ em trong hầm mộ của anh. Nghĩa là họ tận dụng mọi lực lượng lao động, đúng không? Nhà thơ Nekrasov đã viết trong bài Tiếng khóc trẻ em một đoạn thơ như sau: Buổi trưa lao động, tuổi vàng ấu thơ, mà sát em phải làm ngơ. Máy xe sợ máy vật vờ quay quay, nhớ cánh đồng vàng bị trói tay, cái thân nô lệ mệt ngoại là em. Ước gì xa nội có êm, kéo tràn một giấc chưa ê quên nhọc nhằn, vui vào cái tuổi tầm tan. Về nhà lại cảnh nghèo nàn lo âu, cụp đầu ngực mẹ xanh xao, càng thêm mỏng mẹ ô sầu tái tệp. Trẻ em ở lứa tuổi đang được chăm sóc, đúng không? Nương nương chăm sóc học hành, thì vào thời điểm bấy giờ đã phải lao động rất vất vả trong các hầm mộ, ngày làm việc hơn 10 giờ, đúng không? Và thì ở đây cô hỏi đó là tại sao, đó là vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em? Đó, thầy giải thích cho cô này. Tại sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em? Đương nhiên lao động người lớn thì họ có sử dụng rất là nhiều rồi, đúng không? Nhưng tại sao lao động trẻ em họ cũng sử dụng? Mặc dù lao động trẻ em thì bạn biết được rằng là khả năng lao động sẽ không thể bằng người lớn được, đúng không? Nào, ai giải thích cho cô? Xuất phát từ một vài lý do rất là cơ bản, đó là lao động trẻ em thì sự phản kháng yếu ớt hoặc là không có, đúng không? Nghĩa là họ chưa nghĩa là chúng ta hình dung là lao động trẻ em thì cái sức phản kháng rất là yếu hoặc gần như là không có, bởi vì là đã có đủ năng lực đâu, đúng không? Thứ hai là bắt phải làm việc như người lớn nhưng lại trả lương thấp, đúng không? Đó, còn gì nữa không? Vẫn sẽ còn nữa đấy. Ai thì tìm ra ý nào nữa đây? Còn gì nữa không? Và còn rất là dễ sai bảo nữa, đúng không? Đó, vậy thì sẽ có rất nhiều nguyên nhân mà chúng ta sử dụng lao động trẻ em trong việc làm việc nhé. Ta thể ghi vào đây cũng sẽ là một vài hình ảnh việc sử dụng lao động trẻ trong các nhà máy nhé. Đây là sẽ là trong bài thơ ở trong bài viết từ cây gậy đến nhà máy tự động của Kuczynski, sẽ nói về sự bóc lột của tầng lớp tư bản. Các bạn xem họ bóc lột bằng cách nào nhé, họ đến gọn như thế nào đây. Máy móc làm cho lao động nhẹ nhàng đơn giản, chứ không phải làm cho đời sống người lao động được nhẹ nhàng thoải mái hơn. Bọn tư bản đã lợi dụng máy móc để tăng cường bóc lột công nhân. Các bạn hiểu câu này không nhỉ? Và nghĩa là nhờ máy móc, đúng không, thì lao động chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và đơn giản hơn, nhưng nó lại không hề làm cho đời sống của người lao động được nhẹ nhàng đơn giản. Rất đơn giản bởi vì bọn tư bản đã lợi dụng máy móc để bóc lột nhân dân lao động, đúng không nào? Đó, tiếp đến lực lượng sản xuất máy móc, lực lượng sản xuất máy móc làm cho lao động trở nên nhẹ nhàng và đơn giản ư? Bọn người ta suy nghĩ là lực lượng máy móc làm cho lao động nhẹ nhàng và đơn giản hơn ư? Bọn tư bản sẽ nói ngay rằng hay lắm, bây giờ thì ta có thể làm sao? Thuê những công nhân không có kiến thức, thuê cả đàn bà và trẻ em, thật là tiện lợi, đúng không nào? Đó, hoặc là gì? Lực lượng sản xuất máy móc làm cho lao động trở nên nhẹ nhàng và đơn giản ư? Bọn tư bản sẽ nói là thế nào? Bọn tư bản sẽ nói ngay là hay lắm, bây giờ ta có thể kéo dài thời gian lao động, kéo dài ngày lao động lên đến 10, 12, 14, thậm chí là 18 giờ, đúng không nào? Và bất cứ một nhà máy sợi nào năm 1830 ở Anh, Đức hoặc Mỹ, bạn đều thấy cảnh tượng như sau. Cảnh tượng là cái gì? Đó là
Đàn ông và đàn bà đứng chen chúc nhau, có cả trẻ em độ tuổi 12, 15 tuổi, hoặc chỉ 5 và 4 tuổi giúp việc bên cạnh. Không khí dày đặc bụi bông và bụi cát làm ai nấy đều ho và chảy nước mắt. Không khí, một mẹ em bé 7 tuổi ngủ gật vì nó đã làm việc 12 giờ liền. Mẹ nó chưa biết thì tên cai đã đánh thức đứa bé dậy. Bỗng một tiếng kêu thét lên, một thiếu nữ mắt quầng sâu và ốm yếu chỉ vì kiệt sức đã ngã vào máy đang chạy và bàn tay cô bị nghiến nát. Tên cai đến và chửi inh ỏi, nào là làm như thế giảm số lãi, nào là máy phải ngừng chạy để lau chùi. Nó chửi mãi cho đến khi một cô gái khác đến đứng máy thay cho người bị lạn. Trước cảnh tượng đó, rất nhiều người căm giận và công phẫn, nhưng làm gì đây, họ trút nỗi căm hờn vào máy móc. Thực trạng là như vậy đấy các bạn. Đúng nào, dù muốn hay không muốn thì họ vẫn phải là người lao động, đúng nào. Và họ đã hiểu nhầm rằng máy móc đã làm họ khổ, nhưng thực ra thì không phải là như vậy nhá. Tiếp đến, ta sang phần B nhỏ hình thức đấu tranh. B nhỏ hình thức đấu tranh. Câu hỏi đó là: hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là gì? Bạn nào trả lời cho cô được? Hình thức đấu tranh đầu tiên là công nhân là gì? Đây là học sách giáo khoa có mà. Đây nhá, sách giáo khoa ở trang 46 có viết là gì? Ở Anh nhiều cuộc bãi công lớn đã nổ ra. Đúng nào, đặc biệt là cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác London